Ngọc Thơ Thời báo chấm đê kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam ân xá công dân Úc bị án tử hình nhưng không ân xá tù chính trị Ngày 5 tháng 6 AFA tiếng Việt loan tin Việt Nam ân xá cho hai công dân Úc bị tuyên án tử hình nhân chuyến thăm của Thủ tướng Úc Theo đó Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng vừa ký quyết định ân xá cho hai công dân Úc bị tuyên án tử hình theo đề nghị từ phía thủ tướng Úc Anthony Albanese. Nhân chuyến thăm của ông tới Việt Nam hồi cuối tuần qua, AFA dẫn trang tin ABC của Úc hôm 5 tháng 6 về cuộc phỏng vấn với thủ tướng Úc khi ông vừa về nước sau chuyến thăm Việt Nam và được ông cho biết ông đã đưa đề nghị lên thủ tướng Việt Nam vào buổi sáng và vào trưa ngày hôm qua, chủ tịch nước đã ký quyết định ân xá. Hình ảnh tin trên AFA Danh tính của hai công dân Úc này không được tiết lộ theo yêu cầu của gia đình AFA cho hay. Gia đình của hai người này đã nhận được thông tin và cảm thấy nhẹ lòng, Thủ tướng Úc cho biết. Theo Thủ tướng Anthony Albanese, Úc là một quốc gia phản đối tử hình và thường vận động hành lang cho các công dân của mình bị bắt giữ ở nước ngoài. Hồi năm 2016, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã kết án tử hình hai công dân Úc gốc Việt là Nguyễn Thị Hương, 73 tuổi và Phạm Trung Dũng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo AFA liên quan đến trường hợp ông Châu Văn Khảm 74 tuổi, người đang thụ án tù 12 năm với cáo buộc khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Thủ tướng Úc cho biết ông đã có đề nghị riêng biệt. Ông nói với ABC, "Chúng tôi đã có đề nghị thay mặt cho ông Châu Văn Khảm, người bị kết án với tội danh khác." Đó là một trường hợp khác, chúng tôi theo đuổi việc chuyển tù nhân và rất hy vọng vào trường hợp này. AFA cho biết trước chuyến thăm của Thủ tướng Úc tới Việt Nam, nhiều lời kêu gọi phóng thích các công dân Úc đang bị giam giữ ở Việt Nam đã được đưa ra, bao gồm cả trường hợp của ông Châu Văn Khảm. Chính phủ Úc và các dân biểu Úc đã nhiều lần lên tiếng về trường hợp của ông Khảm kể từ sau khi ông bị kết án vào năm 2019 nhưng chưa thành công. Ông Châu Văn Khảm, 73 tuổi, công dân Úc, bị chính quyền Việt Nam bắt giữ vào ngày 13 tháng 1 năm 2019. Gia đình ông coi bản án 12 năm dành cho ông là án tử. Do sức khỏe của ông kém, khó có khả năng chịu đựng được hình phạt tù giam dài hạn, một bản tin trên BBC cho biết. Ông Khảm từng tham gia quân đội Việt Nam Cộng hòa trước năm 1975, bị đi cải tạo 3 năm sau cuộc chiến, rồi vượt biên tới Úc vào năm 1983 hình ảnh ông Châu Văn Khảm, người đang phải chịu án tù chính trị tại Việt Nam. Ông gia nhập Đảng Việt Tân chi nhánh ở Úc vào năm 2010. Chính phủ Việt Nam gọi Việt Tân là tổ chức khủng bố, trong khi đó Liên hiệp quốc gọi Việt Tân là tổ chức hòa bình ủng hộ cải cách dân chủ. Theo truyền thông nhà nước, Bộ Công an Việt Nam cho biết ông Khảm giữ một vị trí cấp cao trong Đảng Việt Tân tại New South Wales và đã tài trợ cho khủng bố, đồng thời tiến hành tuyển thành viên mới cho phong trào này. Ông Khảm bị bắt khi ông về Việt Nam và gặp một nhà hoạt động thuộc nhóm anh em dân chủ, nhằm tìm hiểu về thực tế tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Ông cũng bị phát hiện là đã dùng giấy tờ giả để đi từ Campuchia vào Việt Nam. Ngoài án tù, ông Khảm bị tòa tuyên buộc trục xuất khỏi Việt Nam sau khi chấp hành xong hình phạt nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc vào tháng 6 năm 2022 đã đưa ra ý kiến về trường hợp tù nhân chính trị Châu Văn Khảm nói rằng việc giam giữ ông Khảm là tùy tiện và kêu gọi trả tự do cho ông ngay lập tức. Bản ý kiến của nhóm này số 13 trên 2022 trong đó nêu rõ rằng cáo buộc mà phía Việt Nam đưa ra đối với ông Châu Văn Khảm, công dân Úc là không có cơ sở pháp lý, lẽ ra ông không phải bị kết án và rằng việc bắt giam kết án ông là vi phạm các chuẩn mực công ước quốc tế mà Việt Nam là một quốc gia thành viên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Việt Nam ân xá công dân Úc bị án tử hình nhưng không ân xá tù chính trị. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm đề. Thêm một người bất đồng chính kiến phải ra tòa. Ngày 5 tháng 6, AFA tiếng Việt loan tin Việt Nam lạm dụng điều luật để kết tội người kêu gọi đổi mới. Theo đó, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền quốc tế hôm 5 tháng 6 đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức cho thầy giáo Đặng Đăng Phước, người theo dự kiến sẽ ra tòa vào ngày 6 tháng 6 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Hình ảnh bài trên AFA. AFA cho biết trong thông cáo báo chí của ông Phil Robinson, phó giám đốc phần bàn châu Á của theo dõi nhân quyền, được trích lời nói rằng chính phủ Việt Nam đang tận dụng điều luật lạm dụng và quá rộng để kết tội những người kêu gọi đổi mới. Giới chức Việt Nam cần ngay lập tức bỏ các cáo buộc đối với ông Đặng Đăng Phước và những nhà hoạt động khác, những người đóng vai trò quan trọng trong việc loại bỏ những quan chức làm sai, tham nhũng, mà chính quyền vẫn kêu gọi phải chống. Ông Phil Robertson nói tiếp, theo AFA, thầy giáo dạy nhạc Đặng Đăng Phước, 60 tuổi, đang là giảng viên trường cao đẳng sư phạm Đắk Lắk khi ông bị bắt vào ngày 8 tháng 9 năm 2022. Ông thường xuyên sử dụng tài khoản mạng xã hội để bình luận về những vấn đề về xã hội, chính trị và môi trường, ủng hộ những người yếu thế bao gồm cả những dân oan mất đất và những người thượng. Vì lý do này, thầy giáo Đặng Đăng Phước viết rằng ông cất tiếng nói để giúp làm giảm những bất công trong xã hội. Theo kết luận điều tra của Công an Đắk Lắk, ông Phước bị cho là có hành vi viết hoặc tải từ mạng Internet nhiều bài viết có nội dung không khách quan, không đúng sự thật, vụ khống, xúc phạm, bôi nhọ uy tín danh dự nhà nước, phỉ bán chính quyền nhân dân, gây kích động, hoang mang trong nhân dân, gây mất trật tự an toàn xã hội. Nếu bị kết án tù, thầy giáo Đặng Đăng Phước có thể phải đối mặt với án tù cao nhất lên đến 12 năm. AF à, cho hay, trên trang Facebook cá nhân bà Lê Thị Hà, vợ của thầy giáo Đặng Đăng Phước cho biết phiên xử sẽ diễn ra công khai và kêu gọi mọi người quan tâm đến tham dự. Hình ảnh thầy giáo bất đồng chính kiến Đặng Đăng Phước khác với các vụ chính trị khác trong vụ án của thầy giáo Phước, bà Hà trong giai đoạn điều tra được gặp chồng mình vài lần trong trại tạm giam của công an tỉnh Đắk Lắk. Trong một bài báo trước đó ngày 19 tháng 4, AFA cho biết, các bài viết mà kết luận điều tra của cơ quan công an đề cập đến sự kiện đàn áp đồng tâm, hòa hợp dân tộc, chống tham nhũng, phê phán chính sách đối phó với đại dịch Covid. Ông Phước còn bị cho là sử dụng thư điện tử để gửi nhiều bài viết có nội dung nêu trên đến nhiều cơ quan, tổ chức, và cả cá nhân trong và ngoài nước, cũng như ký tên vào 20 kiến nghị kháng thư và tuyên bố của các nhân sĩ trí thức đề nghị sửa đổi hiến pháp, đòi bầu cử tự do, phản đối Trung Quốc, bãi bỏ Điều 258 lợi dụng quyền tự do dân chủ của Bộ Luật Hình sự năm 1999, công khai phản đối luật an ninh mạng năm 2018 vốn bị quốc tế chỉ trích ông phước cũng bị cáo buộc đã trực tiếp hát và đánh đàn cho người khác hát nhiều bài với nội dung gây chiến tranh tâm lý nhằm mục đích chống nhà nước và lôi kéo người bất đồng chính kiến nhẹ dạ để diễn biến hòa bình các bài hát mà phía công an nêu tên gồm có gánh xiết to trên quê hương bé nhỏ của nhạc sĩ tuấn khanh chúng đi buôn và con đường việt nam tuy nhiên phía công an không xác định được cụ thể thông tin cá nhân của nhạc sĩ tuấn khanh để điều tra về bài hát được cho là của ông IFA cho hay. Việt Nam vẫn thường xuyên sử dụng các điều luật như 117, điều 79 cũ và điều 331, điều 88 cũ của Bộ luật hình sự 2015 để bỏ tù những người bất đồng chính kiến. Các tổ chức quốc tế và các tổ chức xã hội dân sự đã nhiều lần lên tiếng phản đối và đòi xóa bỏ các điều luật mơ hồ này, nhưng đến nay Đảng Cộng sản và chính quyền của họ vẫn phớt lờ những yêu cầu chính đáng này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Thêm một người bất đồng chính kiến phải ra tòa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm d